10 luật cấm và những sự thật kỳ lạ nhất chỉ có ở nước Ý khiến cho cả thế giới sốc nặng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúp TV. Ở đây có bạn nào có ý định sang nước Ý để sinh sống hay không? Comment suy nghĩ của bạn cho mình biết nhé. Và các bạn thân mến, Ý thì luôn là một trong những quốc gia thu hút lượng khách du lịch hàng năm lớn nhất châu Âu và là những tòa nhà kiến trúc cổ xưa với phong cảnh tuyệt đẹp. Tất nhiên thì mỗi quốc gia, mỗi đất nước thì đều có những luật cấm và những bí mật riêng. Tuy nhiên thì ở nước Ý sẽ có rất nhiều những điều kỳ lạ và chắc hẳn là các bạn chưa hề biết và cũng không tin là nó tồn tại luôn. Vừa qua thì nhận được rất nhiều các bạn yêu cầu mong muốn tìm hiểu rõ hơn về đất nước Ý. Nên chính vì vậy mà video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem Ý có những luật cấm gì và những điều kỳ lạ gì nhé. Không để các bạn phải chờ đợi lâu thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với video ngày hôm nay. Thứ nhất, cấm đặt nón trên giường. Các bạn thân mến, tại Việt Nam, một số người có thói quen tháo nón rồi để xuống giường sau khi đi đâu đó về. Đó là một việc rất đỗi bình thường và đến cả mình cũng thường xuyên làm như vậy vì giường vốn là nơi yêu thích để vứt đồ của đa số người sau khi đi đâu đó về. Tuy nhiên khi ở Ý, nếu bạn vô tình đặt nón trên giường thì đó được xem là điều không may và hình ảnh này có liên quan đến cái chết. Quả là một việc lạ đời đúng không? Vậy mà bấy lâu nay chúng ta vẫn thường xuyên mắc phải đấy. Được biết, trong văn hóa tang lễ của người Ý, sau khi cha xứ đến viếng người chết và đọc lời kinh nguyện cuối cùng thì ông sẽ cởi nón của người đã khuất và đặt lên giường. Vì vậy mà nếu ai đó có hành động để nón trên giường thì được xem đó là điềm báo không may mắn của người Ý và tuyệt đối là không được phạm phải. Còn các bạn thì sao? Các bạn có hay vứt nón trên giường khi về nhà hay không? Nhớ comment là tôi có để điểm danh nhé! Tiếp theo là một con số cấm kỵ của đất nước này. Thứ hai, cấm kỵ số 17. Các bạn thân mến, nếu nhiều nước trên thế giới thường kiêng kỵ thứ 6 ngày 13, thì ở Ý, họ coi thứ 6 ngày 17 là một ngày đen đủi và xui xẻo, bởi con số 17 là con số người dân ghét cay ghét đắng và không bao giờ muốn sử dụng. Được biết, khi du lịch Italia, bạn có thể không tìm thấy tầng số 17 trong các khách sạn. Lý giải cho điều này, một số người cho rằng số 17 trong tiếng La Mã được viết là XVII và nếu hoán đổi vị trí thì có thể viết thành VIXI. Trong tiếng Latin thì nó có nghĩa là tôi đã từng sống hoặc có nghĩa là tôi đã chết rồi. Và cũng chính bởi nó liên quan đến cái chết nên nghiễm nhiên 17 trở thành con số xui xẻo và kiêng kỵ của quốc gia này đấy. Ngoài ra, họ cũng kiêng cả số 13 và đặc biệt là sẽ không bao giờ xuất hiện bàn tiệc 13 người vì họ cho rằng nếu bạn vô tình ngồi vào bàn tiệc chung với 12 người khác thì người kém may mắn nhất ngày hôm đó chính là bạn. Hình ảnh số 13 cùng dùng bữa tiệc khiến người Ý liên tưởng đến bức họa nổi tiếng Bữa tiệc cuối cùng của danh họa Leonardo da Vinci và là sự kiện mà Judas đã phản bội Chúa Giê-xu dẫn đến sự việc Chúa Giê-xu bị treo lên cây thánh giá và chết rất oan nghiệt đấy. Và ngay sau đây là một luật cấm khó hiểu dã man luôn. Thứ ba, cấm đi dép xỏ ngón. Ở đây có bạn nào hay đi dép tông hay không? Comment size dép của các bạn đang mang xuống phần bình luận phía bên dưới nhé. Và các bạn ạ, đi dép xỏ ngón hay là đi dép tông thì cùng lắm là chỉ bị cấm khi mà chúng ta đi học, chứ cấm đến cái mức phạt hàng chục triệu đồng thì có lẽ không ở đâu giống như nước Ý. Tất nhiên, điều này là có lý do của nó cả. Được biết, khách du lịch bị cấm đi bộ dọc bờ biển Cinque Terre nổi tiếng ở Italia bằng dép xỏ ngón. Nếu vi phạm, mức phạt có thể lên tới 2.000 bảng Anh, tức là hơn 60 triệu đồng. Quyết định được đưa ra sau khi lực lượng cứu hộ trên núi liên tiếp báo cáo về việc các trường hợp du khách đi bộ bằng dép xỏ ngón bị trượt chân ngã xuống do địa hình hiểm trở ở khu vực này. Do đó, để tránh hậu quả đáng tiếc thì họ cấm luôn cho yên tâm. Mà thiết nghĩ nếu có ghi là biển cấm thì chưa chắc đã hiệu quả. Nên là cứ thẳng tay phạt cho mấy chục củ thì thôi, cho tiền cũng đố dám ai dám lê đôi tông xoèn xoẹt ở đây đấy. Và tiếp theo là một cấm kỵ khá hài hước trong văn hóa của đất nước này. Thứ tư, cấm làm đổ muối. Các bạn ạ, cũng giống như chúng ta làm đổ hay là vỡ bát vào những ngày đầu năm mới thì ở Ý họ cấm làm đổ muối trong bất cứ trường hợp nào. Bởi người Ý có niềm tin là bởi ngày xưa muối được xem là gia vị rất khó sản xuất và ý nghĩa vô cùng to lớn đối với con người. Thậm chí, muối còn từng được xem là đơn vị tiền tệ để giao dịch và mua bán. Vì thế, việc làm đổ muối là vô cùng lãng phí và nó sẽ không mang lại may mắn. Theo người Ý, khi bạn muốn chuyển lọ muối ở trên bàn này sang cho người khác thì bạn phải đặt lọ muối xuống bàn và để người kia sang lấy. Trong quan niệm của người Ý, họ tin rằng nếu như người được nhận lọ muối trực tiếp từ tay của người đưa thì tương lai là hai người sẽ có nhiều xích mích với nhau. Và ngoài ra, người Ý cũng quan niệm đổ dầu cũng mang đến điểm xui tương tự đấy. Tiếp theo là một điều mà các dân FA tuyệt đối phải chú ý và tránh xa. Thứ năm, những người độc thân nên tránh xa chổi. Có bạn nào ở nhà thường được bố mẹ sai đi quét nhà, quét cửa hay không? Comment điểm danh ngay nha!
Các bạn ạ, với chúng ta thì việc dùng hay là tiếp xúc với chổi thì chả có gì là lạ cả. Nhưng với những người độc thân ở Ý thì lại là một điều cấm kỵ lớn đấy. Họ cho rằng nếu vô tình thấy phía trước có ai đó đang dùng chổi quét thì phải chạy càng xa càng tốt. Người Ý tin rằng nếu người độc thân nào lỡ bị người khác dùng chổi quét trúng chân thì họ sẽ sống cô đơn đến hết cuộc đời. Nếu mà niềm tin này là đúng thì có lẽ nhiều người Việt Nam còn ế dài cổ đấy các bạn nhở. Và các bạn thấy sao về điều cấm kỵ hơi bị vô lý và hài hước này? Comment cảm nhận của các bạn cho mình biết nhé. Tiếp theo là một điều cấm cũng khó hiểu luôn. Thứ 6, không được mua đồ ăn mang đi. Các bạn ạ, như chúng ta ở Việt Nam thì cái việc mua đồ ăn mang đi là cái việc hết sức bình thường và như cơm bữa hàng ngày. Tuy nhiên không phải ở đâu cũng giống nhau, đặc biệt là ở nước Ý, đây lại là một trong những điều cấm kỵ mà các bạn nên tránh khi đến đất nước này. Người Ý không làm việc này, hay đúng hơn là văn hóa của họ không cho phép mang đồ ăn mang về mà phải thưởng thức ngay tại nhà hàng. Thứ duy nhất họ cho phép mang mua về đó là pizza. Để lý giải cho việc này thì người Ý quan niệm rằng đồ ăn và cà phê ở Italy là để thưởng thức chứ không phải là để mua rồi mang đi. Chắc chắn nó sẽ mất đi vị ngon vốn có của nó, ngoại trừ pizza. Do đó, không nên bước vào một quán ăn nào đó tại Ý và nói rằng cho tôi một suất mang đi. Bởi nếu như vô tình mắc phải thì khả năng là có nhiều con mắt quay sang nhìn bạn và cho rằng là bạn bị điên khá cao đấy. Quả là một văn hóa kỳ quặc đúng không? Thế này mà nóng chảy mỡ mà thèm ăn cái gì lại phải bách xác đi ăn thì chắc là thôi nhịn luôn cho nó lành. Thế còn các bạn thì sao? Các bạn thích ăn tại nhà hàng hay là thích được gọi ship mang về? Thì comment lựa chọn của các bạn xuống phần bình luận nhé. Tiếp theo là một điều cấm kỵ khá là thú vị trong việc ăn uống đấy. 7. Những cấm kỵ trong ăn uống. Các bạn thân mến, dẫu biết rằng việc ăn uống thì cần phải lịch sự, tế nhị, sạch sẽ là điều ai cũng cần có. Nhưng ngoài ra, nếu đến nước Ý, bạn nhất định phải biết thêm những quy tắc ăn uống sau đây. Đầu tiên là không ăn format với hải sản. Chẳng có lý do bệnh tật hay là có vấn đề gì ở đây, chỉ đơn giản là đi ngược với văn hóa ẩm thực của họ. Và người Ý cấm tuyệt đối mọi người không ăn format với hải sản. Nó được coi là xúc phạm đến văn hóa ẩm thực của nước này. Ngoài ra, việc gọi một tách cappuccino ở Ý là điều cấm kỵ mà mọi người dân sẽ nhìn bạn với ánh mắt điên rồ. Trong phong cách ăn uống của người Ý, người dân khá kiêng kỵ việc uống cappuccino trong các nhà hàng. Nếu bạn cố tình gọi một tách cappuccino thì đây được coi là điều đi ngược lại với văn hóa của họ. Tiếp đó là không được lật ngửa bánh mì. Theo quan niệm của nhiều người Ý thì bánh mì được xem là biểu tượng của cuộc sống, nên nếu bánh mì bị lật ngược hoặc tệ hơn là bị dao đâm xuyên qua thì sẽ được coi là điềm báo không may. Thế này mà món bánh mì kẹp được dao rạch thường xuyên ở Việt Nam chắc là ế sưng ế xỉa rồi. Và ngoài ra thì nó cũng tương tự như điều cấm kỵ của người dân ven biển, khi mà thay vì không lật bánh mì, họ cấm kỵ không lật cá. Vì họ quan niệm rằng khi đi biển sẽ làm ăn không may mắn, tương tự cho cái việc lật thuyền đấy. Đặc biệt là các bạn cũng không được ăn tạp nham tại Ý. Do vậy, đừng nên pha trộn hay làm phá hỏng ẩm thực vốn có của họ. Nước sốt cần đi kèm với đúng món ăn để tránh việc xung đột và làm mất lòng của người bán hàng. Và tiếp theo là một luật cấm nghe cũng khá là kỳ lạ đấy. Thứ 8. Không cho chim bồ câu ăn. Cấm cho chim bồ câu ăn thức ăn nghe có vẻ vô lý, nhưng thực sự đằng sau lệnh cấm này là cả hàng loạt những lý do rất hợp lý đấy. Giống như nhiều thành phố lớn có nhiều chim bồ câu khác như là New York hay là London, chính quyền thành phố Venice của Italy từ lâu đã lưu tâm đến những mối nguy mà chim bồ câu có thể gây ra cho sức khỏe con người. Được biết, từ năm 2008, thành phố này cấm việc cho các loài chim ăn nhằm giảm bớt số chim ở đây và tránh dịch bệnh hay mất vệ sinh môi trường do phân của chúng thải ra, và đi kèm đó là những bệnh dịch do loài chim hòa bình này đem lại. Và đến nay, nếu ai vi phạm quy định này thì có thể bị phạt khoảng $700, tương đương với khoảng hơn 14 triệu đồng thôi. Bởi vì thế nên đừng thấy bản mặt của chúng dễ thương mà vào trong của chúng nha. Hậu quả như thế nào thì các bạn cũng nghe rồi đấy. Mà nói thật với các bạn, nhà mình cũng nuôi mấy chục con chim bồ câu á, mình còn lạ cái gì. Dọn xít của bọn này đúng là khóc thét luôn. Tiếp theo là một lưu ý bạn cũng tuyệt đối không được mắc phải. Thứ 9. Không tip tiền cho người quen. Không giống như các nước châu Âu như là Mỹ hay là Pháp, việc tip tiền dường như đã là điều bắt buộc. Còn ở Ý, tiền tip hay còn gọi là tiền boa thì tùy thuộc vào bạn. Hay boa nếu như chất lượng phục vụ thực sự tốt và bạn cảm thấy hài lòng. Và đặc biệt đừng bao giờ tip tiền cho người phục vụ mà bạn có quen biết, bởi điều đó có nghĩa là bạn đang xúc phạm họ. Kiểu như là quen biết trước rồi mà đưa tiền cho thì giống như việc bạn đang ban ơn vậy đấy. Và ngoài ra, ở nước Ý còn rất nhiều những sự thật bất ngờ mà bạn không tin là có thật đâu. Thứ 10. Những niềm tin kỳ lạ ở Ý. Các bạn ạ, bên cạnh những luật cấm kỵ và những bí mật kỳ lạ mà điển hình kể trên thì nước Ý cũng có những niềm tin khá hài hước và buồn cười. Ví dụ như,
Họ không ưa chuộng việc dùng điều hòa vì tin rằng những luồng khí lạnh thổi trực tiếp từ máy điều hòa vào cơ thể sẽ khiến con người dễ bị trúng gió. Ôi trời ơi, nóng chảy mỡ như mình mà thiếu điều hòa thì khác gì tra tấn đâu. Và đặc biệt, người Ý cho rằng sau khi một con mèo băng qua đường thì người đầu tiên đi ngang qua đoạn đường đó sẽ gặp vận xui xẻo sắp tới. Bởi mèo đen tại Ý được xem như là biểu tượng của tà thuật và quỷ dữ. Tiếp đó thì người Ý tin rằng việc đeo các phụ kiện như là dây chuyền, vòng tay khuyên tai có hình sừng thì trong tiếng Ý có nghĩa là Conicello sẽ giúp cho người đeo tránh xa khỏi sự quan tâm của quỷ dữ. Hình ảnh chiếc sừng này tượng trưng cho sự hiện diện của thần mặt trăng nên sẽ đem đến nhiều may mắn. Và đặc biệt, chớ nên tắm khi là đang ốm vì họ cho rằng sẽ khiến bệnh nặng trầm trọng hơn đấy nha. Vừa rồi là những điều cơ bản mà admin đã tìm hiểu được. Có bạn nào đang ở Ý và còn biết thêm được điều gì mới lạ thì nhớ comment bổ sung để cùng chia sẻ với mọi người nhé. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng khám phá về mưa lốc cấm và những điều kỳ lạ nhất chỉ có ở nước Ý. Bạn cảm thấy điều nào gây cho các bạn ấn tượng nhất? Đừng quên bày tỏ suy nghĩ cho mình biết nhé. Và nếu thích video thì hãy dành tặng cho Kính Lúp TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúp mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.